Ngày 24 tháng 6, Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch phát hành 50 tỷ euro, tương đương 52,8 tỷ đô la Mỹ trái phiếu châu Âu để tài trợ cho chương trình phục hồi từ tháng 7 đến tháng 12 tới. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu châu Âu lần này là nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và giúp xây dựng một châu Âu xanh hơn, kỹ thuật số hơn và linh hoạt hơn. Theo Ủy viên châu Âu về ngân sách và quản lý Johannes Hahn trong nửa cuối năm, EC sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi và tài trợ cho quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, cũng như khả năng phục hồi lâu dài của châu Âu thông qua thị trường tài chính. Để tài trợ cho chương trình phục hồi mang tên Next Generation EU này, EC đã xây dựng kế hoạch huy động khoảng 800 tỷ euro trên thị trường vốn từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2026. Trong đó, đã có 118,5 tỷ euro được giải ngân từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Từ đó, trong nửa đầu năm nay, EC đã phát hành 47,5 tỷ euro trái phiếu EU. Đợt phát hành tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 27 tháng 6 tới.